Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một khóa học yoga bầu, mẹ khỏe mạnh con an nhiên, thì sức khỏe cho mẹ tương lai cho bé, cùng yoga cảm nhận sự thay đổi từng ngày. Giới thiệu khóa học yoga là một bộ môn dành cho tất cả mọi người và là một trong ít những bộ môn thể thao mà các mẹ mang thai có thể tập luyện. Bộ môn yoga bao gồm những bài tập tại chỗ nhẹ nhàng, chủ yếu sử dụng các điều hòa hơi thở kết hợp với môn vận động và các cơ và các khớp để giúp cho cơ thể dẻo dai, tinh thần thoải mái. Nhờ tập yoga mà mẹ có tinh thần thoải mái, điều này rất là quan trọng đến sự phát triển toàn diện của thai nhi, tránh được nguy cơ mắc các bệnh về rối loạn tâm lý và nâng cao trí tuệ cho mẹ và bé trong bụng. Điều này không chỉ có lợi cho người mẹ khi mang thai mà còn rất lợi ích sau khi sinh con, vì yoga giúp bạn điều chế được cảm xúc, tiết chế được những mệt mỏi, nóng giận rất cần thiết khi bạn bước vào thời kỳ chăm sóc con nhỏ. Khóa học yoga bầu mẹ khỏe mạnh, con an nhiên sẽ mang lại sự khởi đầu tốt nhất cho mẹ và bé. Lợi ích của khóa học: hướng dẫn yoga chăm sóc sức khỏe bà bầu, phòng tránh các bệnh như chuột rút, đau lưng, đau cơ xương chậu, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, làm mềm mại các khớp háng, xương chậu, giúp vệ sinh nở, tăng cường sức bền, sự dẻo dai. Hướng dẫn cách thả lỏng cơ thể để chuẩn bị tâm lý và giúp giảm đau thoải mái hơn khi sinh nở. Hướng dẫn cách tránh phù nề, béo phì, tích tụ mỡ thừa, quá trình mang thai, tăng cân quá nhiều trong quá trình mang thai. Hướng dẫn cách massage thư giãn cho bà bầu, giúp người chồng, người cha kết nối với người vợ, người mẹ và con yêu sắp chào đời. Hướng dẫn cách điều chỉnh cảm xúc cho mẹ bầu, giảm căng thẳng hay trầm cảm, lo âu, sợ hãi và cô đơn. Đối tượng đào tạo: mẹ bầu tuần 13 tới tuần 40, mẹ sắp mang bầu. Sau đây mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu về khóa học. Tôi là huấn luyện viên yoga Thu Min, hiện nay là giám đốc trung tâm Min Center. Tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy yoga dành cho mẹ bầu, yoga giảm cân và yoga trị liệu tự nhiên. Giống như các mẹ đang ở đây, tôi cũng đang mang thai 5 tháng và đây là bé thứ 2. Bé yêu thứ 2 của tôi rất khác với cả lần mang thai lần đầu tiên. Lần đầu tiên của tôi 9 tháng liền tôi bị ốm nghén và giảm cân, luôn luôn nhợt nhạt và mệt mỏi. Nhưng với sự đồng hành của yoga trong 5 tháng này, tôi hoàn toàn không cảm giác ốm nghén hay là mệt mỏi hay là không có năng lượng nữa. Bởi vậy, tôi cảm nhận được yoga sâu sắc đến với các mẹ trong 9 tháng 10 ngày mang thai. Ở đây tôi sẽ đồng hành cùng các mẹ trong khóa học yoga dành cho mẹ bầu, mẹ khỏe mạnh, con an nhiên. Chắc chắn là các mẹ sẽ thắc mắc rằng yoga mang lại lợi ích gì cho mẹ và bé trong 9 tháng 10 ngày này. Yoga bình thường đã là một môn nghệ thuật khoa học giúp cho cân bằng cơ thể và tâm trí. Đối với các mẹ trong 9 tháng 10 ngày mang thai, cảm giác lo âu, sợ hãi, luôn cảm thấy tủi thân, vậy thì yoga giúp cho cơ thể bạn mềm mại hơn, không bị gồng cứng, dẻo dai hơn, tâm trí được cân bằng, giúp cho bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được cảm xúc, không nóng giận, bớt cáu gắt và lúc đó sẽ đón nhận tình yêu thương của người thân dành cho mình dễ dàng hơn. Trong khóa học này thì Thu có đưa đến cho bạn các bài tập với dụng cụ hỗ trợ như là tạ, như là khăn. Bên cạnh đó, người thân yêu sẽ hỗ trợ các bạn tối đa nhất bằng những động tác cơ bản nhất để người chồng kết nối với người vợ trong quá trình này và người bố, người mẹ cùng con yêu cùng tập yoga khỏe mạnh hơn. Khóa học được Thu Min thiết kế hết sức linh hoạt, cơ bản, hấp dẫn và an toàn. Được thiết kế theo lợi ích, theo thời kỳ, giai đoạn, chu kỳ, từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 9. Giai đoạn từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 3, các mẹ chỉ cần luyện tập khí, hít thở cùng với sự giảm căng thẳng, mệt mỏi, chứng buồn nôn, nghén. Giai đoạn thứ 2, các mẹ khỏe mạnh hơn, có thể làm được nhiều tư thế hơn, thì bài tập được nâng cao hơn. Nhưng đến giai đoạn cuối chúng ta lại cẩn thận, nhẹ nhàng và lúc đó chỉ cần tập cho xương chậu mềm mại hơn và khớp háng được linh hoạt hơn. Như vậy 9 tháng 10 ngày các bạn không còn lo gì nữa, cơ thể bớt căng thẳng,
và tâm trí luôn luôn cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký ngay khóa học để cho chúng ta cùng bình an, hạnh phúc khi lên bàn đẻ mẹ tròn con vuông. Xin cảm ơn. Namaste. Các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu yoga bà bầu, mẹ khỏe mạnh, con an nhiên. Thì đến với khóa học này các bạn sẽ giảm được 40%. Nếu như các bạn đăng ký theo đường link ở dưới video này thì chỉ giá khóa học là 700.000. Các bạn đăng ký theo đường link này thì các bạn sẽ giảm giá được là 40%, chỉ còn lại là 419.000. Và video này mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và hãy nhớ đăng ký kênh của mình.